Một chiếc bánh bong bong xốp xốp mềm mềm, đây là Castella Chocolate. Lâu rồi mình không có làm bánh bông lan, vậy thì hôm nay cùng mình xuống bếp nha. Nguyên liệu: bột mì, trứng gà, đường, sữa tươi không đường, bơ nhạt và cuối cùng là chocolate. Hôm trước mẹ nói muốn ăn bánh bông lan, bận làm con làm sao mà dám trái lệnh được đúng không? Được rồi, cái này không khó, để con lo. Vì mình muốn làm bánh nhỏ nên tỷ lệ cân đo hoàn toàn là tự nhắm nha mọi người. Mình sẽ làm hai vị, vị nguyên bản và vị chocolate. Trước tiên mình phải đun chảy bơ. Khi làm bánh thì đây là bước bắt buộc phải rây bột cho thật mịn. Nhắc lại, bột nhớ rây nha, không rây là dễ bị óc trâu lắm á. Mình sẽ dùng 3 quả trứng, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng gà. Khi tách, mọi người lưu ý tuyệt đối đừng để lòng đỏ dính vào lòng trắng trứng gà nhé. Ok, tách xong rồi, bây giờ thì mình sẽ cho bơ đun chảy vào trong phần bột. Và phải khuấy nhanh tay hay một chiều nha. Mà mọi người nhớ đừng khuấy lâu quá, bột nó tạo gluten thì bánh sẽ bị chai, mà chai thì sẽ không ngon đâu nha. Rồi giờ mình sẽ cho tiếp từ từ lòng đỏ và sữa tươi vào khuấy đến khi hỗn hợp nó mịn. À, sữa và trứng mình phải để ở nhiệt độ phòng trước khi làm nha mọi người. Và đây, chỉ cần trộn nó mịn như vậy là ok. Rồi rồi, đây là khúc tôi mê nhất nè, cho xíu muối, xíu chanh, không có chanh thì cho giấm cũng được, rồi cho đường vào. Đây cũng là bước quan trọng để làm bánh bông lan có độ mềm và bong xốp. Trước khi đánh, mọi người cần lưu ý không được để lòng đỏ hoặc là bơ dính vào lòng trắng trứng. Dù chỉ là một chút xíu thì lòng trắng trứng của mình sẽ không có đánh bông được đâu. Mình đánh bông cho đến khi nào mà bọt khí nó nhỏ dần thì mình sẽ thêm đường từ từ vào. Mình chia 3 hoặc 4 lần cho đường vào nha, đừng có cho một lượt vào. Mình đánh trứng ở tốc độ cao cho đến khi lòng trắng trứng nó tạo vân như thế này thì mình sẽ giảm về tốc độ nhỏ. Đánh đến khi tạo chớp đặc như thế này là ok. Mình sẽ lấy một ít lòng trắng trứng đã đánh bông trộn chung với hỗn hợp lòng đỏ. Mình trộn theo kỹ thuật là phết từ dưới lên. Mình cứ trộn như vậy, cơm mà phải trộn thật là nhẹ nhàng thôi nhé. Nhớ là phải khuấy theo một chiều và thật là nhẹ nhàng, đừng khuấy lung tung, nếu không là bọt khí nó sẽ bị vỡ ra. Xong rồi thì mình đổ hỗn hợp lòng đỏ vào lòng trắng trứng còn lại. Kỹ thuật khuấy thì cũng giống như vậy á. Và mình trộn đều như thế này là được. Thường thì mình không thích ăn sô cô la nguyên thanh như vậy bởi vì nó ngọt quá và nhanh ngán. Nhưng mà làm với bánh thì cả dính nha. Đun chảy sô cô la cũng giống như đun chảy bơ, nhưng mà mình sẽ cho một ít nước vào để cho nó lỏng hơn. Làm hai vị nên mình sẽ chia bột ra làm hai phần. Một phần mình sẽ trộn với sô cô la, kỹ thuật trộn cũng là từ dưới lên trên và thật là nhẹ nhàng. Trộn xong rồi mình sẽ cho hỗn hợp vào khuôn. Khuôn hôm nay mình dùng là khuôn hình chữ nhật. Xung quanh khuôn mình đã có chán dầu rồi. Cơ mà mọi người sử dụng bất kỳ các khuôn nào đều phải lót giấy chống dính nha. Đừng có giống mình, tại vì mình lười á, cho nên là khi nướng xong nó ra thành phẩm á, nó dính vào khuôn lấy ra bánh xấu cực kỳ. Tức á, mình đập đập như thế này để làm vỡ hết bọt khí ở bên trong. Mình dùng nồi chiên không dầu mình sẽ nướng bánh. Tuy là canh nhiệt và thời gian nó hơi khó nhưng mà thành phẩm thì ok la nha. Mình sẽ nướng cách thủy bằng cách là cho nước sôi vào nồi. Dùng nồi chiên không dầu để nướng thì bắt buộc phải bọc lớp giấy bạc lại, nếu không là sẽ bị cháy ở phần trên. Và liên tục canh nhiệt và thời gian khi nướng bánh. Để kiểm tra bánh đã chín chưa thì mình sẽ dùng cái tăm, nếu đã dính vào tăm thì bánh chưa chín. Thì đó, chưa chín nó nên là mình sẽ xét nhiệt và nướng lần hai. Sau khi nướng lần hai và cuối cùng thì ta da, bánh đã chín rồi. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức thành quả của mình nha. Mình kiểm tra xem bánh nó có mềm và bong xốp không thì như vậy là ok. Giờ thì xin mời mọi người, bây giờ mình sẽ đi ăn bánh tiếp đây. Bye bye, chúc mọi người thành công. À, nãy mình nói là mẹ mình thèm thì mình cho mẹ mình ăn bánh vị nguyên bản, vậy nên là mình sẽ lết với mọi người một chút nha. Mẹ mình khen ngon đó.